Vâng, trong mớ hàng của âm ly hôm nay thì em lại về được một con âm ly rất được nhiều các bác ưa chuộng. Đó là con âm ly KV1090. Đây, con này con KV1090. Về tổng thể của nó đây, các bác nhìn này. Nó có hai cái đồng hồ hình tròn rất là yêu. Hai tay sách. Con này về hôm nay rất đẹp, hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2018, KV1090 đấy. Thì làm rất là nhiều rồi, không hiểu làm sao mà rất là nhiều các hãng âm ly người ta đặt cái ký hiệu là 1090. Như các bác chơi rồi các bác biết, âm ly Marang cũng có Marang 1090, âm ly Đờ Long cũng có âm ly Đờ Long 1090, âm ly Boston cũng có âm ly Boston 1090, và một số cái dòng nữa em nhớ không nhầm, nó cũng có rất là nhiều cái dòng có tên là 1090, ký hiệu 1090. Và hai loại 1090 nổi nhất đấy là KV1090 và Đờ Long 1090, nhưng KV1090 được anh em đánh giá là cao nhất bởi một trong những cái khắc tinh của nó là nó bô. Các bác nào chơi bô ví dụ như 601 và 701, muốn cái tiếng bát nó tốt thì phải dùng KV1090. Cái này thì không phải bàn cãi rồi. Nhìn âm ly thì cũng rất là gọn thôi, nó rất là mỏng manh thôi. Nó mỏng hơn những cái con âm ly phổ thông này. Cho nên là các bác dùng kệ cổ như kiểu này thì kê vào rất là ok. Đấy, hai đồng hồ vu rất là đẹp. Khi đánh nó vẩy lên, mà con này thì đặc biệt là nó có chỉnh cái âm trung, mid. Đấy. Bát, trung và tép, chỉnh ba dài. Cũng có lao lướt đầy đủ. Đây là các cổng ngõ vào. Cái này thì em không phải giới thiệu nữa. Cái này có lăng ok rồi. Tay sách đây. Đằng sau thì nó như này. Con này thì điện 220. Các bác có thể hoàn toàn yên tâm về cái chuyện cắm nhầm điện. Đây các đường vàng. Đó. 220. Đấy, đầu loa đây. A và B ở trên. B ở dưới, A ở trên. KV1090. Em đang thử vào cặp khủng long Sansui G300. Âm ly KV1090 về thằng audio. Bây giờ em bật nhạc để các bác có thể thưởng thức rồi. Em đang đầu vào cặp này, 2 bát 30,5. Cho to một chút để các bác có thể thưởng thức. Tiếng rất là rộng tạnh. Các bác nghe qua máy tính hoặc là cầm tay phone có cảm nhận được ở ngoài thì nghe rất là sướng, nghe như đang ngồi trước một dàn nhạc. Các bác có nhu cầu sở hữu cặp con âm ly KV1090 alo cho em. Số máy 0983698887. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.